Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe địa hình cao cấp mới nhất về đại của em, dòng Mosso Fancon. Chiếc xe được trang bị nguyên một bộ group của Shimano DOJ các bác nhé, giảm sóc hơi. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Mosso Fancon. Và điều đặc biệt nhất của chiếc xe này là vừa đến từ bộ khung nhôm 7005 các bác nhé. Thông thường thì bên em chỉ về những chiếc xe có bộ khung là 6061, nay 7005. 7005 nó sẽ cho một bộ khung cứng hơn và chịu được sức ép tốt hơn các bác nhé, so với dòng 6061. Đây là dòng Mosso XC Team. Về dòng địa hình Mosso thì bên em cũng về được một vài chiếc rồi, cũng khá là hot, các bác hỏi rất là nhiều. Em sẽ đưa qua hình thức. Hầu hết những tem trên khung đều ghi về thông số khung của xe là 7005. Một bộ khung rất là chắc chắn và bền, cũng là rất là nhẹ các bác nhé. Đây, Superlight siêu nhẹ đây, trên khung có ghi. Phía bên trên đây thì em đánh giá chiếc yên này, yên silicone rất là êm các bác nhé, êm so với những dòng địa hình hay dòng đua thông thường. Yên rất là cứng, còn dòng địa hình chiếc này thì êm, ôi rất êm đấy. Các bác thể thấy em bóp rồi. Biết chiếc xe nào được trang bị chiếc yên silicone này. Đây trang bị may cối nổ bạc tạng các bác nhé, của Novatec. Rất là cao cấp. Cái khối đổ nghe rất là kiểu vành 26, 26 x 1.95. Cỡ vành lốp trong cơ bản của dòng xe địa hình. Phía bên dưới đây thì phủ đề của Shimano DOJ. Hai tầng đĩa của DOJ các bác nhé, chủ yếu chủ giống dàn đĩa của DOJ. Vâng, phía bên trên đây thì các bác thể thấy Ford là của Twitter, một thương hiệu của Đức, được nâng cấp lên Ford của Twitter và cọc yên Twitter các bác nhé, ghi đống của Twitter luôn. Với bộ khung 7005 này rất phù hợp với những chiếc xe địa hình, nó cho bộ khung cứng cáp và chịu sức ép tốt hơn. Đây là một sự lựa chọn rất tốt cho các bác mà sử dụng dòng xe đua để leo núi nhiều, giảm sóc hơi rất là cao cấp. Giảm sóc hơi đây là chỗ xả hơi các bác nhé, có chiếc e này. Phía bên trên đây thì là bộ tay bấm xả của Shimano DOJ và bộ phanh dầu thủy lực của Shimano DOJ luôn các bác nhé. Thông thường những chiếc xe địa hình em về thì chỉ có phanh dầu của Shimano thôi, còn đây của DOJ cao cấp hơn rất là nhiều. Với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa cho xe 20 tốc độ bấm các bác nhé. May trước cũng của Novatec bạc đạn, và phanh của DOJ đây các bác thể thấy. Lốp còn các bác có thể sử dụng được lâu nữa, lốp còn rất là ok.
Vâng, bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Vâng, xe có chiều cao khung đứng là 45. Ngang là 52 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đến 1m73 để đi vừa cho xe này. Cái 10 tầng lip. Em sẽ vào đánh giá chuyển động. Lên lip. Máy ơ bạc đạn cối nổ, máy ơ của nó Novatec. Rất là cao cấp, nguyên một bộ group của DOJ. Bên tay phải em là bộ đùi đĩa 2 tầng của DOJ. Gạt đĩa của DOJ luôn các bác nhé. Lên đĩa. Bạc đạn cối nổ, bánh quay rất là bon. Thông thường những chiếc xe có những máy ơ bạc đạn thì bánh quay rất là bon. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Mosso Falcon. Chiếc xe được sử dụng nguyên một bộ khung của 7005 aluminum. Rất là nhẹ và bền bỉ. Nguyên một bộ group của Shimano DOJ, giảm sóc hơi. Chiếc xe được bán tại cửa em với giá là 10 triệu rưỡi. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 79993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng. Xin chào các bác theo dõi video.